đấy nha, anh này chỉnh cái độ dài ngắn ở bên cám đấy, nó do cái thanh đấy. Cái này dài ngắn bên cám nhé. Các bạn lấy sàng 3 ly hay 5 ly? 4 ly đấy. 4 ly 5 ly đấy. Và anh lắp cả 4 ly cho. Quên là mình có đốc rồi. Qua đây này. Để quay nhé. Đẹp. Để quay. Mình đấu chân mình mới chạy cho từ từ các bạn nhé. Một lúc từ từ, lúc này có điểm lúc. Từ tăng dần vào. Đúng rồi. Vì sàng mới đầu tiên nó hơi dính dầu, nó xước. Cái lúc nó trơn sàng rất nhanh. Không ngồi tắt đi. Tiếp tục là cái lỗ bắt đầu được thông tiếp. Nên là chạy ra chạy một thời gian lỗ nó thông hết thì sẽ nhanh. Đấy, nhanh dần quá. Thời gian đầu tiên nó chơi thẳng cám rồi xong rồi rồi mình ngày hôm sau rồi mình chạy cám xong rồi chạy tụt lô vào đấy. Bây giờ mình sẽ thử được bằng lô được nhưng nó sẽ không trơn chu được bằng là mình chạy kia vẫn làm được trơn được tiền cháy thôi không phải cháy dầu đâu dầu phôi dầu à phôi dầu đen xì đấy nó ra đen đen kìa đấy là nó cũng không nó lấy trong này rất dễ không có tủ lần sau làm thì lỗ nó sẽ ra được rất là nhanh.
đang làm ở Cần Sơn này rồi. Đây sàng mới này. Cái này nó phải rơi tầm này, nó phải rơi tạ giờ. Tầm này. À, bây giờ á. Nó chỉ mất 1-2 tạ đầu tiên nó bị thu.